Ok các bạn nha, tiếp tục là mini game tặng lá và thông báo. Các bạn nhớ xem kỹ nha, không xem kỹ video chơi không đúng là sẽ không được nhận quà. Sẽ dành cái phần quà đó cho những người chơi khác nha. Và thông báo nghỉ Tết nha. Nghỉ Tết mình sẽ nghỉ vào ngày 21. Sau ngày 21 các bạn đặt hàng là mình sẽ không gửi được nha. Tại vì là quá tải. Hàng bên giao hàng họ quá tải, họ không nhận hàng nữa. Nếu mà gửi ngày 21 thì họ sẽ không giao kịp. Là sẽ phải qua tới ngày mùng 5 thì họ mới giao được, cho nên họ không nhận. Được chưa? Các bạn nào có muốn cần đồ chơi Tết thì các bạn liên hệ với mình sớm trước ngày 21 nha. Rồi mini game nè. Mini game này thì đơn giản thôi. Nói về phần quà trước đi, mình sẽ tặng một trong những cây lá này. Các bạn được lựa chọn. Được chưa? Cây này là thiên thần ác quỷ nè. Mắt cáo nè. Những cây lá này đều được bo mài thủ công và điện phân lên màu titan, là lên cái màu vàng đó. Thì sẽ tặng một cây trong năm cây này. Bạn nào thích cây nào đó thì nói với mình. Cây này là cây Gobot. Cây này là cây Hego. Cây này là cây A7. Được chưa? Đó, bạn nào trúng thích cây nào thì nói mình. Mình sẽ gửi cây đó đi. Và hình thức chơi. Hình thức chơi là sẽ đón 3 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số Đài Cần Thơ. Kết quả xổ số Đài Cần Thơ. Đây, cái chữ Cần Thơ nè, thấy chưa? Mở thưởng ngày 11 tháng 1 thứ tư. Ok chưa? Video mình đăng bữa nay là ngày thứ 3. Ngày thứ 3 ngày 10 tháng 1. Thì qua ngày hôm sau sẽ có kết quả luôn. Đó, nóng hổi luôn. Đó, bây giờ một bạn trúng mình sẽ tặng hết. Sẽ tặng một cây. Bây giờ mà 10 bạn trúng mình cũng sẽ tặng 10 cây. Thì bây giờ các bạn cứ đừng có chọn những con số mà người ta đã chọn nha. Đừng chọn những con số người ta đã chọn thì chắc chắn là các bạn sẽ trúng thôi, sẽ có người trúng thôi. Chứ bây giờ mà các bạn chọn một số mà giống nhau nhiều quá thì nó, khi nó sổ ra nó không trúng vào số đó thì cái tỷ lệ người không trúng nó sẽ rất là nhiều. Nhưng mà nếu các bạn chọn khác nhau đi, ví dụ bạn này chọn số 101, bạn kia chọn 02, cứ vậy chọn tới thì chắc chắn là sẽ có người trúng và lặp đi lặp lại. Có thể video đăng lên sẽ có vài chục ngàn lượt xem, không chừng có thể sẽ có vài ngàn lượt xem, thì sẽ có rất là nhiều người chơi và rất nhiều người trúng. Và các bạn sẽ không cần phải thể lệ gì hết nha. Cái này nó đơn giản thôi. Không cần phải like video đâu. Bạn nào thích thì like ủng hộ mình. Đăng ký kênh thì cũng không ép các bạn luôn. Bạn nào thấy hợp lý, thấy quý mến mình thì đăng ký ủng hộ mình luôn. Mình cảm ơn. Và chia sẻ lên Facebook cũng không cần luôn. Đó, bạn nào muốn chia sẻ thì chia sẻ. Bạn nào mà cảm thấy không cần thiết phải chia sẻ thì thôi. Mình chỉ cần biết là chơi mini game tri ân khách hàng. Chỉ cần chọn đúng số là sẽ được nhận quà. Đó, video này thì khác những video trước. Những video trước thì chỉ chọn 2 số thôi. Video này thì mình sẽ làm 3 số. Nếu các bạn không trúng thì video sau mình sẽ hạ xuống còn 2 số và sẽ tặng quà. Mỗi ngày mỗi video nó sẽ hấp dẫn hơn nha. Video ngày bữa kia là mình tặng 2 số, mình tặng một mẫu ná trâu đen, mình tặng ai chúng cũng tặng. Video hôm qua thì mình tặng cây này. Ok chưa? Rồi. Bữa nay thì mình sẽ tặng những cái này cho các bạn lựa chọn. Bao nhiêu người chúng sẽ tặng hết. Mình sẽ ra rất nhiều mini game. Ok chưa? Cảm ơn các bạn nha. Chào tạm biệt các bạn. Nhớ nè, các bạn tự dò kết quả nha. Nếu khi các bạn trúng rồi mình sẽ không dò và liên hệ các bạn. Tại vì các bạn đâu có để lại số điện thoại trên đó đâu, nên là mình đâu có cách nào liên hệ được. Cho nên các bạn trúng thì các bạn cứ vào đó các bạn liên hệ với mình. Được chưa? Số điện thoại của mình thì các bạn biết hết rồi. Cứ vào cái phần mô tả là sẽ có số điện thoại. Rồi, ông nào mà chọn 791 mà trúng cái là hay dữ lắm luôn nha. Mai là mình, nếu các bạn trúng thì mình cũng sẽ trúng nè. Mình sẽ chừa lại số này. Số nhà mình là, với số nhà mình là có trước mấy ngày, cho nên là mình mới có để cầm lên cho các bạn xem.
Mặc dù hôm nay mới là ngày 10 nhưng mình đã có số ngày 11, 12, 13 luôn rồi. Ok, tại vì nhà mình là bán vé số mà. Mình coi trước nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.